đây cơ đấy. Chạy không nghe đâu. If I was a man, who could have got it cool? Maybe I could erase the moment you walk in and when I saw your face. Look what you have done to me. I'm losing it completely. Chơi một hát, qua hai hát. Ai luôn này. Quay ở trên Sóc Sơn như thế thì các anh có thấy mệt không ạ? Cũng khá là mệt bởi vì đây là lần đầu tiên bọn mình được đi quay. Vâng. Mà trở Ấn Độ ra thì đây là lần đầu tiên mà team vượt được trải nghiệm một cái đi quay phim cũng như là đi quay ngoài trời. Rất là thú vị. Cảm thấy rất là nhiệt và rất là vui. Cũng mệt nhưng mà vui nên cũng bất mệt. Tận bây giờ cũng khá là muộn ý. Thì anh, cảm xúc của anh về như nào ạ? Nói chung là nói đến thời điểm bây giờ thì mình rất là mệt. Đó làm phim quay đúng cái ngày trời trở gió nữa nên là mình đang bị viêm họng. Mình cảm thấy buồn ngủ, mình nhớ nhà, mình nhớ vợ, nhớ con. Cảm thấy cuộc sống bế tắc. Nói chung là mình mệt, mình muốn đi về. Mà vui thôi, đây là một cái sản phẩm mà có lẽ là Free Fire đầu tư rất là nhiều. Và từ những cái trang phục cho đến hóa trang, cho đến một ekip mà lên tới hơn 60 người cơ. Mình rất là mong chờ cái sản phẩm này của Free Fire, biết là từ khi ra mắt thì sẽ như thế nào. Vamos.